Và Linh nó can thiệp nhiều hơn đến Tùng Dương và Thanh Lam. À, vui vậy thôi chứ nguyên một tập thể những cái người nghệ sĩ rất là tài năng ngồi đây thì Dương cũng Dương nghĩ là cũng cũng có những cái đồng cảm với Linh. Cuộc sống có những cái lúc thì chúng ta không không lúc nào chúng ta cũng muốn mình là cái người leader hay là muốn là người dẫn dắt người khác hay là áp đặt, thì mọi sự áp đặt nó sẽ dẫn đến cái kết quả không thoải mái. Ở đây là một sản phẩm của Linh và Tùng Dương hay là Thanh Lam, hay là chị Thanh Lam bước vào cái thế giới của Linh là phải hòa nhập vào với cái nội tâm của Hoàng Thùy Linh. Đấy, chứ chúng tôi không thể nào mà chúng tôi áp đặt cái thế hệ của chúng của chị Thanh Lam hay thế hệ anh Tùng Dương, mà chúng ta còn luôn luôn phải nghĩ là nếu mà mình không không kết hợp với Hoàng Thùy Linh chắc là mình outdate, mình già mất. Đấy. Thế thì thành ra là Dương nghĩ là Dương vừa xem cái MV vừa rồi thì Dương thấy mọi sự nó diễn ra hết sức là tự nhiên, hòa hợp tự nhiên. Và anh hồi anh cũng giải một cái bài toán rất là khó, ba giọng hát đặt cạnh nhau mà mỗi người một cái tinh thần khác nhau, một cái màu sắc giọng Chắc mình hát cũng phải nghe anh đấy. hồi anh một chút đấy anh Đúng nhỉ. rồi, thì đấy là cái cảm nhận của Tùng Dương khi mà anh nói là Tùng Dương hay Thanh Lam can thiệp không thì hoàn toàn, thậm chí là chị Thanh Lam là Linh bảo chị ơi quay lại giúp em, ok chị quay lại luôn. Khó tính như chị Lam thế. Đấy là điều mà em biết ơn, và thực sự là cũng không, em muốn tiếp cái ý của anh Dương, có nghĩa là những điều anh Dương nói thì rất là đúng rồi, và em chỉ muốn thêm một chút thôi là thực sự là khi mà anh Hồi anh có tạo nên ca khúc này thì em cũng đã nói bàn, hai anh em cũng đã bàn với nhau, và chắc chắn sau lời em nói sẽ là đến anh Hồi anh đây. Thì trước tiên là cái câu mà mọi người về, mọi người bắt đầu nghe lời rõ, cái lời bài hát nó nằm ở phía sau cái thông cáo báo chí, mọi người có thể đọc bây giờ luôn, và mọi người có thể nâng lên đọc để em vừa nói mọi người sẽ vừa hiểu luôn. Đó chính là cái đầu tiên á, cái đầu tiên là đường nào mới tới, của một cô gái mà khoảng tầm 16 đến hai mươi mấy tuổi thôi, cũng cuộc đời mới diễn ra, mới vào đời và không biết là đường nào mới tới. Còn đến cái khúc chị Lam hát thì là anh yêu em thì anh phải yêu cả cái sự thất thường và bất thường của em, là cái giai đoạn tiếp theo của một người phụ nữ. Và cái người đàn ông này là người đàn ông Tùng Dương đứng giữa, và không biết rằng là thực sự cô ấy lúc nào mới chính là cô ấy. Cái sự đánh đố này nó diễn ra ở đây nó là như vậy, và từng cái lời ca, từng tất cả mọi thứ thì cái MV này là giải quyết cho cái câu nói là đánh đố hay không. Nó không đánh đố nếu chúng ta luôn dịu dàng với nhau. Nó sẽ không là đánh đố. Bởi vì sẽ có những thứ mà chúng ta không thể hiểu thấu được, và nếu chúng ta cứ cố tình muốn hiểu thấu nó thì có thể nó lại trở thành một phản ứng ngược, và chúng ta không cần quá hiểu thấu nó, chỉ biết rằng là nếu nó đang bất ổn, chúng mình cũng sẽ đối xử bằng sự dịu dàng. Nếu nó đang dịu dàng thì đương nhiên chúng mình có gì đâu mà phải đối xử với nó bằng sự bất ổn. Cho nên tất cả mọi thứ nếu dịu dàng với nhau, chia sẻ cùng nhau, có sai, có đúng, có chưa phải, có chưa hay, thì chúng mình cùng dịu dàng ngồi nói chuyện với nhau, thì em nghĩ đó là một giải pháp tốt nhất. Và cái MV này, cái khúc cuối nó là như vậy. Tất cả mọi người ban đầu đều mặc đồ đen, đúng không ạ? Tại vì mọi người chưa tìm ra được, và mọi người chưa thực sự hiểu chính bản thân mình. Và khi chưa hiểu chính bản thân mình thì trong tất cả mọi thứ thì mọi người thường bảo là nếu mà muốn được cái này, được cái kia thì phải đắc nhân tâm, phải hiểu người khác, phải thế này, phải thế kia, phải hiểu người đối diện là như thế nào. Nhưng mọi người đã thực sự hiểu chính bản thân mình chưa? Thì cái MV này nó quay lại là câu hỏi như vậy. Thực sự cô Hoàng Thùy Linh này đã hiểu chính bản thân mình chưa? Bởi vì nếu không hiểu chính mình thì không dám làm cái gì cả, cũng chẳng có một sự tự tin gì cả, và khoác trên mình một lớp áo đen. Mà mặc dù bên trong mình có rất nhiều màu sắc, có rất nhiều những điều hay ho. Và đấy là cái quá trình MV diễn ra, khi dần dần những nhân vật ở trong MV tìm được chính bản thân mình, hiểu được chính bản thân mình, và gì? Trân trọng sự khác biệt của chính mình. Biết trân trọng sự khác biệt của chính mình rồi sau đó sẽ trân trọng sự khác biệt của người đối diện. Và đến đoạn cuối MV là không phải là chị Lam mệnh thổ là tìm ra màu vàng của chị Lam, không phải anh Dương mệnh thủy thì tìm ra màu xanh của anh Dương, không phải cô Linh mệnh mộc mà cô tìm ra màu xanh lá cây của cô ấy, mà đến đoạn cuối thì tất cả mọi người
cùng hòa chung vào tất cả màu sắc của nhau. Thì Linh nghĩ rằng trên cả việc hiểu bản thân mình để tự tin rồi, thì cái việc hòa chung màu sắc của nhau nó còn ở trạng thái cao hơn nữa. Đó chính là khi biết chấp nhận mình, chấp nhận người, thì mới hiểu rằng là con người ai cũng có yếu điểm, ai cũng có ưu điểm. Và rõ ràng là mình không phải người giỏi nhất. Mỗi người sẽ giỏi ở một điều, và đấy là lý do vì sao mà Linh sẽ không bao giờ muốn và cô độc trên con đường này. Bởi vì tất cả những người ngồi cạnh Linh đây, họ đều có những điều vô cùng đặc biệt. Không phải là Linh hay họ không có điểm yếu, nhưng mà bọn mình biết nhìn vào nhau, bọn mình biết hỗ trợ nhau, bọn mình sẽ tạo thành một cái trụ vững chắc. Và nếu như tất cả chúng ta ở trong thế giới này còn chưa vững chắc, chưa đoàn kết, chưa yêu thương nhau, thì làm sao vươn xa hơn được ra nước ngoài và ra thế giới, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta ở đây, chúng ta thương nhau đã, chúng ta bảo ban nhau, và chúng ta tạo ra những điều đặc biệt ở chính nơi mà chúng ta sống đã, thì chuyện, tất cả mọi chuyện nó không còn là đánh đố nữa. Và tương lai mọi người biết đến âm nhạc Việt Nam nhiều hơn sẽ rất gần. Linh tin là như vậy.